Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến Trung Thu, và hôm nay chính là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể tập làm một món bánh nào đó để chúng ta có thể chiêu đãi cả nhà, đúng không chị? Và đầu tiên thì Huyền xin cảm ơn chị Hiền Minh rất là nhiều vì hôm nay đã nhận lời tới để hướng dẫn cho khán giả và đặc biệt là cho người vụng về như Khánh Huyền cách làm bánh dẻo chị ha. Chào chị Khánh Huyền, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chị Khánh Huyền một cái loại bánh mà hầu như là vào cái mùa Trung Thu nhà nào cũng có hết. Để chuẩn bị cái phần nguyên liệu làm bánh Trung Thu của mình ngày hôm nay thì mình sẽ cần đến là 250g là đậu xanh. Mình sẽ cần đến một ít bột mì, bột bánh dẻo, nửa ký nước đường, mứt bí, mứt hạt sen, hạt hạnh nhân. Bánh nướng, bánh dẻo là hai loại bánh chính mỗi mùa Trung Thu về. Ngày nay người ta có thêm các cách làm bánh khác như bánh Trung Thu rau câu, bánh Trung Thu lạnh vân vân. Song có lẽ hai loại bánh truyền thống ấy vẫn trường tồn mãi với thời gian. Nếu bánh nướng đòi hỏi phải có lò nướng thì bánh dẻo lại vô cùng đơn giản, tất cả mọi người có thể thực hiện được. Trung Thu năm nay hãy cùng các thành viên trong gia đình làm bánh Trung Thu dẻo cùng chuyên mục Món Ngon quý vị nhé. Đầu tiên bây giờ mình sẽ phải song song vừa nấu nước đường và mình vừa xào nhân luôn hả chị Huyền ha. Mình sẽ bỏ 300g nước vào đây và mình sẽ nấu sôi cái lượng nước này lên hả chị Huyền ha. Trong thời gian chờ cái phần nước sôi thì ở bên này mình sẽ xào cái phần nhân luôn hả chị. Ở đây là đậu xanh là mình xay ra, mình nấu chín lên và mình xay chung với cái lượng đường mình cần. 250g đậu xanh thì mình sẽ cần tới là 200g đường. Mình bỏ vào đây và mình sẽ xên nó lên. Vậy là được rồi chị, mình không có cần khuấy lâu đâu. Thế hả? Mình khuấy lâu quá nó cũng không tốt, mình chỉ cần như vậy là được. Khuấy cho nó đều lên, sau đó là mình nặn một chút chanh nữa không ạ? Ở đây thì mình sử dụng khoảng 25g bột mì và khoảng 100g là bột bánh dẻo của mình ha chị ha. Và dầu ăn thì mình sử dụng khoảng chừng cỡ là 100g dầu ăn. Thông thường thì Huyền thấy mọi người hay trộn bột bằng nước. Ở đây thì mình trộn bột bằng dầu ăn. Bây giờ chị Huyền cho dùm cái phần bột dầu mình từ từ vô đây được rồi đó chị Huyền. Mình phải cho nó trong cái lúc mà cái hỗn hợp mà đậu và đường của mình sên á, nó vừa ráo là nó mình sẽ phải cho vô chứ mình để nó khô quá. Đó, nó phải khô như vậy nè chị. Và mình rờ nó không còn dính tay nữa thì là cái phần nhân của mình nó đã được. Bây giờ mình sẽ phải bắt đầu chuẩn bị cái phần là khâu trộn nhân. Rồi em sẽ bỏ vào đây là một ít cái phần đậu xanh. Đậu xanh này là cái phần nhân mình đã xên đó chị Huyền. Rồi bây giờ Huyền sẽ cho cái phần hạt này vô ha. Bây giờ cái nhân thì chị Huyền sẽ vo nó lại từng cái viên nhỏ bằng cỡ một trái chanh. Nó khoảng tương đương cỡ 50g cho một cái bánh khoảng 150g hả chị Huyền ha. Và mình cho cái phần bột bánh dẻo của mình vô đây. Bột bánh dẻo thì mình sẽ cho hết tất cả vô như vậy. Ồ, như vậy là sau 15 phút thì cái bột mà mình đã trộn á, nó kết dính lại nhau, nó dẻo quánh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ phải đổ cái phần bột này lên đây ha chị. Để mình lấy cái phần bánh của mình ra. Đó, mình sẽ rắc cái phần bột áo vào trong cái khuôn mình cho nó thật là kỹ. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đóng khuôn. Bây giờ Khánh Huyền và chị Hiền Minh xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha. Mời chị Minh. Em mời chị Huyền. Món này đúng là mình cùng nhâm nhi một ly trà nữa thì tuyệt vời đúng không ạ? Đúng rồi. Cái bánh mà mình vừa mới làm á, thì như chị Minh nói là mình phải để đến qua ngày mai. Ăn thì nó sẽ ngon hơn và cắt nó dễ hơn. Còn bây giờ mình ăn cái bánh chị đã làm nè. Cái độ dẻo vừa phải chị ha. Mà khi chị trộn như vậy thì mình ăn nó sẽ đỡ bị ngán hơn là mình ăn tất cả những cái loại mứt bí không? Dạ, và đúng rồi. Sen không đúng không? Dạ. Và Huyền thấy chị cho một chút cái đậu xanh vào trong cái nhân, cắt ra nó không có bị rơi các cái nguyên liệu kia ra. Còn thông thường á, ở các gia đình mà khi mà cắt bánh dẻo thường nó hay bị rụng bớt. Và với món này mình sẽ làm món tráng miệng chứ hôm nay nè. Còn buổi trưa thì thực đơn đó chính là trứng đúc với thịt và cốm, canh cải nấu với tôm. Còn buổi chiều nhờ chị Hiền Minh ha. Buổi chiều thì mình sẽ đi đó là cái món sườn xào chua ngọt kèm với canh rau tập tàng và một dĩa la ghim xào.